Hoan hỉ đón chào quý vị và các bạn cùng quay trở lại kênh Phong Thủy Sa Cát. Quý vị thân mến, vợ chồng đến được với nhau cũng bởi chữ duyên. Ông bà ta thường nói rằng, thuận vợ thuận chồng, tát biển Đông cũng cạn. Theo các chuyên gia tử vi tướng số, việc hai người có thể phù hợp để kết hôn hay không sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau. Nhưng về cơ bản thì dựa vào cung mệnh của gia chủ có thể xác định đúng đến hơn 95% về sự hòa hợp của hai vợ chồng trong suốt hành trình trăm năm này. Một số cặp đôi sinh ra đã được trời định sẵn là xung khắc mọi bề, nếu lấy nhau thì làm gì cũng đổ vỡ, tiền kiếm được như núi rồi cuối cùng cũng bị cuốn trôi đi hết, cuối cùng lại hoàn tay trắng. Thậm chí một số cặp đôi xui xẻo hơn, cứ lấy nhau là âm dương cách biệt, mỗi người một nơi. Và đó là những cặp con giáp nào, xin mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Thưa quý vị, hạnh phúc trọn vẹn luôn là điều mà các cặp vợ chồng mong muốn. Nhưng có nhiều cặp lấy nhau nhưng phạm phải cung họa hại. Nó ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe, sự nghiệp, cuộc sống hôn nhân gia đình. Đây là cặp xấu nhất thì trong chuyện kết hôn, sinh con cũng như trong chuyện kết hợp làm ăn. Trong video ngày hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn những cặp con giáp phạm họa hại, lấy nhau một đời bạc mệnh, âm dương ly tán, mỗi người một nơi. Chúng tôi sẽ chia sẻ chi tiết từng tuổi, không thiếu bất kỳ con giáp nào. Như quý vị đã biết, trong bát trạch chia nhân mệnh ra thành Tây tứ mệnh và Đông tứ mệnh, trong đó Tây tứ mệnh hợp với hướng của Tây tứ, còn Đông tứ mệnh lại hợp với các hướng thuộc Đông tứ. Họa hại chính là một sao, một cung được tạo nên do sự kết hợp giữa Tây tứ mệnh và hướng thuộc Tây tứ. Đây là một trong bốn cung xấu nhất. Nam và nữ đều mang một khoái mệnh khác nhau. Khi xem tuổi vợ chồng kết hôn thường sẽ xem kỹ về vấn đề này. Sự kết hợp giữa hai quái sẽ tạo nên những quẻ cát hoặc là hung. Sau đây là những cặp vợ chồng lấy nhau bị phạm cung họa hại. Nam mệnh càn gặp nữ mệnh tốn. Nam mệnh khôn gặp nữ mệnh chấn. Nam mệnh cấn gặp nữ mệnh ly. Nam mệnh đoài gặp nữ mệnh khảm. Nam mệnh khảm gặp nữ mệnh đoài. Nam mệnh ly gặp nữ mệnh cấn. Nam mệnh tốn gặp nữ mệnh càn. Nam mệnh chấn gặp nữ mệnh khôn. Cặp đầu tiên ta xét chồng cung càn lấy vợ cung tốn. Cặp đôi này họa hại lấy nhau sẽ gặp nhiều tai ương, cuộc sống gia đình gặp nhiều bất lợi, rắc rối phiền phức không ngừng kéo đến và đeo bám dai dẳng. Vì vậy cả hai luôn sống trong cảnh lo âu, mệt mỏi và kinh tế kiệt quệ, xui xẻo hơn còn dẫn đến chuyện sinh ly tử biệt, mỗi người một nơi. Đó là những con giáp nào, xin mời các bạn cùng theo dõi. Chồng cung càn gồm những người sinh năm 1931 Tân Mùi, 1940 Canh Thìn, 1949 Kỷ Sửu, 1958 Mậu Tuất, 1967 Đinh Mùi, 1976 Bính Thìn, 1985 Ất Sửu, 1994 Giáp Tuất, 2003 Quý Mùi, 2012 Nhâm Thìn. Vợ cung tốn gồm những con giáp sinh năm sau: 1935 Ất Hợi, 1944 Giáp Thân, 1953 Quý Tỵ, 1962 Nhâm Dần, 1971 Tân Hợi, 1980 Canh Thân, 1989 Kỷ Tỵ, 1998 Mậu Dần, 2007 Đinh Hợi, 2016 Bính Thân, 1926 Bính Dần. Đây là cặp con giáp họa hại đầu tiên, cặp này kết hợp với nhau sinh ra họa hại rất xấu. Cặp thứ hai ta xét là cặp chồng chấn vợ khôn. 2. Chồng cung chấn, vợ cung khôn. Chồng cung chấn lấy vợ cung khôn phạm họa hại dễ rơi vào cảnh oan khiên. Sức khỏe của cặp đôi này không ổn định, đối mặt với nhiều căn bệnh, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng. Cuộc sống của họ gặp nhiều trắc trở do thời thế đảo điên, làm ăn không thuận lợi, công doanh trì trệ. Chồng cung chấn bao gồm những người sau: 1925 Ất Sửu, 1934 Giáp Tuất, 1943 Quý Mùi, 1952 Nhâm Thìn, 1961 Tân Sửu, 1970 Canh Tuất, 1979 Kỷ Mùi, 1988 Mậu Thìn, 1997 Đinh Sửu, 2006 Bính Tuất, 2015 Ất Mùi. Vợ cung khôn bao gồm những người sinh năm sau: 1924 Giáp Tý, 1933 Quý Dậu, 1942 Nhâm Ngọ, 1951 Tân Mão, 1960 Canh Tý, 1969 Kỷ Dậu, 1978 Mậu Ngọ, 1987 Đinh Mão, 1996 Bính Tý, 2005 Ất Dậu, 2014 Giáp Ngọ. Cặp này khi kết hợp nam nữ với nhau cùng sinh ra họa hại xấu trăm bề. Nếu quý vị có ý định kết hợp với những người này thì hãy dừng lại. Cặp thứ ba ta xét là cặp chồng ly vợ cấn. 3. Chồng cung ly, vợ cung cấn. Cặp vợ chồng này hôn nhân bất ổn, tai họa ập xuống, vướng phải oan sai, khiến con đường phát triển bị khép lại. Cung họa hại trong hôn nhân này mang số kiếp đa đoan, lận đận, con cái sinh ra trong gia đình bố mẹ không hòa hợp, kinh tế thấp sẽ ảnh hưởng nhiều mặt, chịu đủ thiệt thòi. Đó là những cặp con giáp sau. Chồng cung ly bao gồm
1928 Mậu Thìn, 1937 Đinh Sửu, 1946 Bính Tuất, 1955 Ất Mùi, 1964 Giáp Thìn, 1973 Quý Sửu, 1982 Nhâm Tuất, 1991 Tân Mùi, 2000 Canh Thìn, 2009 Kỷ Sửu, 2018 Mậu Tuất. Vợ khung cấn bao gồm những người sinh năm sau: 1930 Canh Ngọ, 1939 Kỷ Mão, 1948 Mậu Tý, 1957 Đinh Dậu, 1966 Bính Ngọ, 1975 Ất Mão, 1984 Giáp Tý, 1993 Quý Dậu, 2002 Nhâm Ngọ, 2011 Tân Mão, 1990 Canh Ngọ, 1999 Kỷ Mão, 2008 Mậu Tý, 2017 Đinh Dậu, 1927 Đinh Mão, 1936 Bính Tý, 1945 Ất Dậu, 1954 Giáp Ngọ, 1963 Quý Mão, 1972 Nhâm Tý và 1981 Tân Dậu. Những cặp đôi này cũng không nên kết hợp với nhau bởi bị phạm vào họa hại. Cặp tiếp theo ta xét là cặp chồng đoài vợ khảm. 4. Chồng cung đoài vợ cung khảm. Từ khi cặp đôi này kết hôn sẽ phạm phải họa hại trong hôn nhân, chủ về tai ương, họa nạn ập xuống, nhẹ thì ốm đau liên miên, tiền của đội nón ra đi, nặng thì chịu cảnh ly biệt hoặc người còn người mất. Nếu vẫn sống cùng nhau thì tình cảm cũng theo đó mà phai nhạt, nhàm chán. Đó là các cặp con giáp sau. Chồng cung đoài bao gồm 1930 Canh Ngọ, 1939 Kỷ Mão, 1948 Mậu Tý, 1957 Đinh Dậu, 1966 Bính Ngọ, 1975 Ất Mão, 1984 Giáp Tý, 1993 Quý Dậu, 2002 Nhâm Ngọ, 2011 Tân Mão. Vợ cung khảm bao gồm 1932 Nhâm Thân, 1941 Tân Tỵ, 1950 Canh Dần, 1959 Kỷ Hợi, 1968 Mậu Thân, 1977 Đinh Tỵ, 1986 Bính Dần, 1995 Ất Hợi, 2004 Giáp Thân, 2013 Quý Tỵ. Đây là cặp đôi xấu thứ tư, không nên kết hợp với nhau. Cặp thứ năm ta xét là cặp chồng cung cấn vợ cung ly. 5. Chồng cung cấn vợ cung ly. Cặp đôi họa hại này tuy có nhiều tình cảm với nhau, quan tâm yêu thương nhau chân thành, nhưng sẽ vì nhiều chuyện nguyên nhân mà chia lìa đôi ngả. Điều này không chỉ khiến hai vợ chồng buồn bã, sầu thảm mà còn tác động tiêu cực đến tâm lý của con cái và cha mẹ hai bên thêm phần lo lắng. Đó là những cặp con giáp sau. Chồng cung cấn bao gồm 1929 Kỷ Tỵ, 1938 Mậu Dần, 1947 Đinh Hợi, 1956 Bính Thân, 1965 Ất Tỵ, 1974 Giáp Dần, 1983 Quý Hợi, 1992 Nhâm Thân, 2001 Tân Tỵ, 2010 Canh Dần. Vợ cung ly bao gồm những tuổi sau: 1931 Tân Mùi, 1940 Canh Thìn, 1949 Kỷ Sửu, 1958 Mậu Tuất, 1967 Đinh Mùi, 1976 Bính Thìn, 1985 Ất Sửu, 1994 Giáp Tuất, 2003 Quý Mùi, 2012 Nhâm Thìn. Những cặp đôi trên không nên kết hợp với nhau bởi vì phạm vào họa hại. Cặp tiếp theo ta xét là cặp chồng khảm vợ đoài. 6. Chồng cung khảm vợ cung đoài. Chồng khảm vợ đoài là một trong những cặp đôi phạm cung họa hại trong hôn nhân. Chính vì thế mà hai vợ chồng nên cẩn thận tai họa bất ngờ không lường trước. Mặc dù cả hai thường sống hạnh phúc bên nhau, nhưng vận rủi có thể xảy ra bất cứ lúc nào, gây nhiều nỗi sầu đau, khổ hận. Cặp này bao gồm những người sinh năm sau: chồng cung khảm 1927 Đinh Mão, 1936 Bính Tý, 1945 Ất Dậu, 1954 Giáp Ngọ, 1963 Quý Mão, 1972 Nhâm Tý, 1981 Tân Dậu, 1990 Canh Ngọ, 1999 Kỷ Mão, 2008 Mậu Tý, 2017 Đinh Dậu. Vợ cung đoài 1929 Kỷ Tỵ, 1938 Mậu Dần, 1947 Đinh Hợi, 1956 Bính Thân, 1965 Ất Tỵ, 1974 Giáp Dần, 1983 Quý Hợi, 1992 Nhâm Thân, 2001 Tân Tỵ, 2010 Canh Dần. Những cặp đôi này kiêng kỵ tuyệt đối không nên đến với nhau, không muốn tan đàn xẻ nghé, âm dương cách biệt. Cặp tiếp theo ta xét là cặp chồng càn vợ tốn. 7. Chồng cung tốn vợ cung càn. Hai vợ chồng tuy phạm họa hại nhưng ban đầu sống vui vẻ, êm đềm, về sau có điểm ly tán, tình cảm hai người rạn nứt do những mâu thuẫn trong cuộc sống hôn nhân không giải quyết dẫn đến tan vỡ hạnh phúc, bao gồm những người có năm sinh sau: chồng cung tốn 1924 Giáp Tý, 1933 Quý Dậu, 1942 Nhâm Ngọ, 1951 Tân Mão, 1960 Canh Tý, 1969 Kỷ Dậu, 1978 Mậu Ngọ, 1987 Đinh Mão, 1996 Bính Tý, 2005 Ất Dậu, 2014 Giáp Ngọ. Vợ cung càn
1928 Mậu Thìn, 1937 Đinh Sửu, 1946 Bính Tuất, 1955 Ất Mùi, 1964 Giáp Thìn, 1973 Quý Sửu, 1982 Nhâm Tuất, 1991 Tân Mùi, 2000 Canh Thìn, 2009 Kỷ Sửu, 2018 Mậu Tuất. Đó là những cặp con giáp phạm hỏa hại thứ 7. Cặp thứ 8 ta xét là cặp chồng khôn vợ chấn. 8. Chồng cung khôn vợ khôn chấn. Sự kết hợp giữa hai người này mang đến cuộc hôn nhân không được cắt lành. Cặp đôi hòa hại này duyên phận ở bên nhau nhưng đa phần là có nợ, vì vậy mà không vui vẻ, gặp cảnh buồn đau. Điều kiện kinh tế của cả hai đều không ổn định, bấp bênh, vợ chồng thường xuyên cãi vã. Đó là những cặp con giáp sau. Chồng cung khôn 1926 Bính Dần, 1932 Nhâm Thân, 1935 Ất Hợi, 1941 Tân Tỵ, 1941 Giáp Thân, 1950 Canh Dần, 1953 Quý Tỵ, 1959 Kỷ Hợi, 1962 Nhâm Dần, 1968 Mậu Thân, 1971 Tân Hợi, 1977 Đinh Tỵ, 1980 Canh Thân, 1986 Bính Dần, 1989 Kỷ Tỵ, 1995 Ất Hợi, 1998 Mậu Dần, 2007 Đinh Hợi, 2013 Quý Tỵ, 2016 Bính Thân. Vợ cung chấn 1925 Ất Sửu, 1934 Giáp Tuất, 1943 Quý Mùi, 1952 Nhâm Thìn, 1961 Tân Sửu, 1970 Canh Tuất, 1979 Kỷ Mùi, 1988 Mậu Thìn, 1997 Đinh Sửu, 2006 Bính Tuất, 2015 Ất Mùi. Đó là các cặp con giáp họa hại cuối cùng. Những cặp nam nữ này cũng không nên kết hợp với nhau trong chuyện cưới hỏi, sinh con và làm ăn. Quý vị thân mến, 8 cặp con giáp phạm họa hại trên khi đến với nhau sẽ gặp nhiều trắc trở trong nhân duyên. Sau đây chúng tôi sẽ chia sẻ cho quý vị những các cách hóa giải như sau. Như chúng ta đã biết, chuyện vợ chồng là nhân duyên tiền định, đôi khi khó tránh cũng không được. Nhưng đó là thiên duyên hay nghiệp duyên thì còn phụ thuộc vào phúc phận của mỗi chúng ta. Nếu phúc dày sẽ có cơ hội tránh được những hung họa này, còn phúc mỏng thì vạn sự tùy duyên. Trong phong thủy, để tăng phúc trợ duyên và để hóa giải những cặp con giáp lấy nhau phạm vào họa hại, các bậc thầy phong thủy vẫn khuyên dùng những pháp khí của nhà Phật như Bát Bảo Tâm Kinh hay Minh Quang Pháp Bảo. Bát Bảo Tâm Kinh là pháp khí phong thủy của nhà Phật, mặt trước có khắc hình bát bảo trên bông hoa sẽ, mặt sau là thần chú Bát Nhã Tâm Kinh. Khi mang theo vật phẩm bên mình sẽ được thần Phật che chở, độ mạng, tăng phúc, trợ duyên, hóa giải những xung khắc xấu đến với mỗi chúng ta, nhất là những cặp vợ chồng phạm vào họa hại, giúp cho cuộc sống được bình an và hạnh phúc. Trên đây là chia sẻ của chúng tôi về 8 cặp con giáp bị phạm họa hại, không nên lấy nhau. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.